Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Quốc Định. Hôm nay tôi làm video giới thiệu đến các bạn một lô đất trồng cây lâu năm, diện tích là 14.500 m², tọa thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình. Đất nằm rất gần khu dân cư, mặt tiền đường xe tải vào tận đất, cách quốc lộ hơn 2 km. Xin mời các bạn theo tôi. Vâng, đây là quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình. Từ vị trí này, các bạn di chuyển vào đường bê tông phía trước mặt đó khoảng 2 km nữa. Đây, các bạn đi theo đường bê tông này tầm 2 km là chúng ta sẽ đến khu dân cư đang sinh sống. Đấy. Và đây, phía trước là khu dân cư đang sinh sống. Đó, khu dân cư đang sinh sống. Chúng ta đi hết đoạn đường của khu dân cư đang sinh sống này, đường bê tông này. Đi thêm 200 m nữa là sẽ tới vị trí lô đất. Rồi, chúng ta đi hết đường bê tông này. Và di chuyển khoảng 200 m nữa là sẽ đến vị trí lô đất. Theo diện tích trên sổ là 14.500 m², nhưng khi đi trích lục thì diện tích thực tế là 16.000 m². Đó, các bạn xem đây. Đó, từ vị trí này đi đến đất chỉ còn vài trăm mét nữa thôi. Rồi, một số chi tiết cụ thể tôi xin gửi bạn sau nhé. Cảm ơn các bạn đã xem.